san hô vụn nha anh em, san hô vụn đỏ, san hô đỏ vụn nha. Ôi anh em nào quan tâm thì inbox em nha. Thằng này em có số lượng nha, anh em nào cần thì bao nhiêu cũng có nha. Về phong thủy tài lộc nói chung trắng trạch nè, hay làm bên phong thủy nha anh em. Mà lấy hết thì trơn mà thằng luôn đó được. Cái này bỏ ra bớt. Thì cứ ấy là cô chín rồi lựa ra hết đi. Chín vô thành ra. Có bột mấy hai bằng bột bên kia nữa à? Bột hả? À. Bột đỏ hả? Ôi anh em cần mặt hàng này thì post cho em nha. Số điện thoại em là 0353369229 nha. San hô đỏ vụn nha, trắng trạch phong thủy nha. Đấy, anh em cần lấy bao nhiêu thì post cho em. Hàng em làm anh em lấy là em làm sạch sẽ ra hết cho anh em nha, chứ không có để nhiều nha. Đây bao gì bị rồi lấy ra hết. Trung hàng số lượng. San hô đỏ vụn nha anh em. Rồi em chuyên cung cấp sỉ lẻ cho anh em nha. Anh em nào cần inbox nha. Số điện thoại em là 0353369229 nha. Số này có kết nối bên Zalo nha. Em nào quan tâm thì inbox vào bên Zalo cho em. Hàng trắng trạch phong thủy nha. Hàng này không có nhiều nha anh em. Rồi Zalo anh em ít cái lũ gỗ mung sừng nha. Một cục mà. Này làm sạch rồi nha anh em. Anh em nào giờ có làm thêm gì anh em làm. Lũ mông sừng. Ở cục này em xin Zalo anh em 200k. Gỗ mông sừng anh em. Một cục. Cục thứ hai này anh em. Cục này em xin Zalo anh em 150k. Ồ anh em nào chốt, cục nào thì chốt nha. Cục thứ ba nè. Này nâu sụng nè. Ồ cục này xin Zalo nếu 250k nha. Cục này đẹp nha. Không có vết cắt luôn nè anh em. Nâu sụng một tự nhiên anh em cho lũa cho tiểu cảnh cũng được nha. Ồ cục này xin Zalo em 150k nha. Gỗ mông sừng nha anh em, chất liệu gỗ mông sừng. Lũ nghệ thuật nha anh em. Tự nhiên. Rồi em ba. Rồi cục này xin Zalo anh em 300k nha. Gỗ mông sừng nha. Yeah.
bút pha lê nha anh em. Bút này em giao luôn anh em 250k nha.